Chào mừng các bạn đến với kênh Leo 712 Gaming của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng máy bay farm điểm event ở chế độ Simulator. Chế độ Simulator này thì việc farm điểm sẽ được nhân 3, nên là farm điểm rất là nhanh. Thì điều đầu tiên các bạn phải có là phương tiện máy bay răng 5 hoặc là răng 4 gì đó có rocket rất nhiều. Thì các bạn có thể mang bom hoặc rocket tùy theo nhu cầu, nhưng thường thì mình sẽ mang rocket đi farm điểm cho nhanh. Ngoài ra thì còn mang theo tên lửa để bắn nhau nếu mà nó bắn mình. Ngoài ra thì phải cài đặt thêm một số nút để bay nữa ha. Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm đến nút là Engineer để khởi động máy bay, là Toggle Engineer. Mình cài là phím Y, hình như là nút mặc định luôn thì phải. Hoặc là các bạn hãy gắn nút tùy ý. Thì trước khi chơi simulator thì phải khởi động động cơ máy bay để bay, có thể áp dụng ở máy bay đang thấp hơn. Tiếp theo là cài cái nút tăng lực đẩy động cơ hoặc là giảm động lực đẩy động cơ. Thì nó là phần float acid này. Thì các bạn có thể dùng lăn chuột lên để tăng lực đẩy hoặc giảm chuột, lăn chuột xuống để giảm lực đẩy. Hoặc là phía mặc định là left shift nó sẽ tăng lên, control thì nó sẽ là giảm xuống. Cái này thì mình để mặc định luôn ha. Hoặc là các bạn có thể gán nút nào cho phù hợp với thế tay của bạn. Cái này mình cài cho chế độ mau am nha, mình quen mau am hơn. Tiếp theo là sẽ đến cái càng đáp. Thì khi mà các bạn có cánh xong thì phải thu càng ha. Ngoài ra thì cài thêm cái toggle arrest bằng chữ H. Thì cái này khi các bạn lao xuống quá nhanh á thì bấm chữ này, nó sẽ thả phanh gió ra làm hãm tốc độ lại, để không thôi các bạn lủi xuống nhanh quá thì không bắn rocket được. Tiếp theo là ngoài ra thì khi mà các bạn bắn rocket thì phải cài thêm một chỗ nữa, là đó là rocket servo fire. Thì cái nút này các bạn giữ thì nó sẽ xả hết rocket luôn, chừng nào hết rocket thì thôi, nên là nó tiện hơn để dành farm. Còn nếu mà cách đó thì nó sẽ ra ít viên hơn. Tiếp theo là phải cài thêm một nút nữa, là đó là nút đó là chuyển đổi vũ khí quick second delivery weapon. Nút này mình gán ở phía bên cạnh chuột hoặc bạn gán nút khác cũng được. Cái này mình sẽ đổi thủ công giữa lại đà vũ khí là rocket, bom hay tên lửa, tùy theo cái bạn mang như thế nào. Cái nút tiếp theo là cái re-edit counter này, thì cái này nó sẽ thả leo và chạc tự động cho các bạn. Khi các bạn mà nhấn nút này thì nó sẽ thả tự động từng giây, mỗi giây một cặp le chạc hay tùy theo các bạn setup. Khi máy bay cất cánh thì nó sẽ chuyển về chế độ góc nhìn thứ nhất nha. Hiện tại đáp thì mình có thể chuyển góc nhìn thứ ba. Rồi đầu tiên là mình khởi động động cơ bằng cách rấn nút Y. Sau đó phải tăng lực đẩy lên bằng phím Shift bên trái hoặc là lăn chuột lên để nó tăng lực đẩy động cơ lên tối đa. Afterburn để cất cánh được. Thì trong quá trình cất cánh đó, các bạn hãy giữ cố định con chuột trong cái tầm nhỏ nhỏ thôi, hoặc di chuyển rất nhẹ trái phải để nó giữ ổn định của máy bay. Không là nó đảo vòng vòng dễ bị rách lắm. Khi các bạn lên có một khoảng tốc độ khoảng 400 hay 500 km/h thì các bạn hãy kéo chuột lên. Như vậy là cất cánh thành công. Tạm thời cất cánh thành công thì phải nhấn nút là thu gear, là thu đồ gear. Thì nãy mình cài là bay bay up đó, thì như cái này bay nhanh quá thu không kẹp thì nó bị hư một cái bên trái rồi. Ở một số máy bay thì nó sẽ có biểu tượng để cho mình biết là mình thu càng hay chưa, cái dấu màu đỏ đó, cái nút ready nè. Còn chuyển đổi vũ khí thì như nãy mình cài là switch second đó, mình bấm chuột qua lại nó sẽ đổi. Thì đồng thời nó đổi vũ khí thì nó cũng đổi luôn chế độ nhắm. Ví dụ như đây chế độ chuẩn bắn tên lửa thì có thể là bắn thẳng súng luôn. Khi mà chuyển rocket thì cái tâm rocket nó sẽ nằm ở phía dưới. Đó, các bạn phía dưới màn hình không? Nó sẽ tâm ngắm của rocket.
thì các bạn có thể chuyển đổi để nhìn nha. Thường thì mình sẽ bay lên 7 hay 8 ngàn mét để mình di chuyển về bay địch. Đeo lên cao và lao xuống xả rocket. Thì để xác định bay địch đó thì thường nó sẽ nằm ở cuối map bên kia, ở điểm A và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì cái này hiện tại là chưa có ai khám phá ra nên nó còn chưa hiện. Thì bây giờ mình phải đi tìm. Hoặc là có thể các bạn ném bom vô mấy cái điểm màu đỏ đỏ. Điểm đó là điểm căn cứ quân sự. Ném bom rocket tì. Thì lúc này thì các bạn có thể alt tab ra để coi phim hay đọc truyện gì đó. Mình chỉ cần leo vậy thôi. Và thường là sẽ phải để ý map mình bay được tới nào, coi chừng nó bay lộn qua bên trái hay bên phải. Ngoài ra thì sân bay nó sẽ có 4 khu ha. Có khu đường băng, khu chứa máy bay, khu cho phi công ở và một khu là chứa các loại đạn. Đó, theo mô tả của Genshin là như vậy. Thì cái điểm nào màu xanh nhỏ nhỏ vuông cạnh sân bay đó là cái điểm mà mình tấn công chưa có thiệt hại. Nếu mà màu xanh á, thì các bạn đánh vô có điểm, còn nếu mà nó có bị màu đen á, thì bắn không có điểm nữa. Thì mình sẽ note cái hình bên cạnh đây cho các bạn xem là từng khu nó tương ứng với vị trí nào trên map. Đó, như bây giờ thì mình đã bay lên 7.000 m rồi, mở nhạc chiêu chiêu thôi. Map đối với Farm Simulator này có thể chọn map Sinai hoặc là map nhỏ hơn như là Stalingrad. Nhưng mà Stalingrad thì nhỏ, bay gặp nhau bắn nhiều lắm. Map này to thì có khả năng mấy bạn bay ném bom ở căn cứ hoặc bay thì nó dễ hơn. Còn map nhỏ nhỏ thì có thể sẽ có miếng kẻ đi săn. Mấy thằng PvE như mình thì bị mấy thằng PvP nó săn. Thì nếu mà vui vẻ thì kệ chết thì cứ lao ra thôi. Còn không thì mang tên lửa đi săn ngược lại. Map này thì nó hơi rộng nên là thường ít gặp nhau lắm. Nếu mà người ta không có chủ động tìm bắn. Ok, thì mình bay được hơn nửa map gần đến rồi. Thì thí dụ mà chơi map thì các bạn chưa thấy được cái khu bay ở đâu thì các bạn hãy để ý bấm chữ C nhìn qua phía bên trái bên phải để mình xác định được cái sân bay. Như trong game này thì mình thấy cái sân bay nó nằm bên phía trái của buồng lái đó, cái sân bay nó đường thẳng hàng thì mình sẽ bẻ qua hướng đó đó, chỗ hướng này. Thì thường nếu mà mấy sân map nhỏ thì bộ mình tìm nhanh lắm, còn map to thì chưa có ai thì mình phải chủ động đi tìm. Thì khi mà máy bay của các bạn tầm cách khoảng một ô đến cái bay đi thì có thể các bạn phải hạ độ cao, các bạn di chuyển con chuột xuống hoặc là bấm W để nó chúi thẳng cái máy bay xuống. Bạn lưu ý cho mình là nhớ cài đặt cái Toggle Arrest nha, để thả phanh phanh gió ra cho nó giảm tốc độ lại khi mà lao xuống, không thôi rocket mình không có bắn được. Rồi ok, thì mình sẽ bấm control để giảm hết lực đẩy động cơ. Sau đó bấm W và kết hợp với con chuột để chúi cái mũi máy bay xuống. Và chuyển cái loại vũ khí là rocket. Thì như các bạn thấy đó, khi mà lao xuống tốc độ nó rất là nhanh. Nó sẽ lấy quán tính thì các bạn phải bật phanh gió lên. Và khi lao xuống tầm 5 hay 6.000 mét các bạn phải bấm cấp lock cái nút mà thả lê tự động mình nói đó, thì cho tên lửa nó bắn lên nó tự động bắt phía đó. Sau đó mình cứ xả chữ rocket servo mình gán, mình cứ nhấn đè hết, nó sẽ động xả hết rocket mang theo người luôn. Như vậy là xong một tuôn thì các bạn có thể nhận được 800 900 điểm, 1000 điểm tùy số lượng rocket các bạn mang. Rồi mình cứ lặp đi lặp lại cái công việc này, tuy hơi chán nhưng mà cày event rất là nhanh, khoảng 1 tiếng là đủ event luôn. Tầm 12.000 hay 12.500 điểm hay là 15.000 13.000 điểm gì đó là đủ. Còn cài lấy full điểm để lấy chay máy bay thì nhanh hơn nữa.
Như vậy là xong. Nếu các bạn có không hiểu gì thì hãy comment phía dưới video. Đừng quên like video, đăng ký kênh và share video nếu bổ ích nha. Mình xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn kiếm thật nhiều điểm trong event.